Phòng Lao động Thương binh và Xã hội thành phố và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Lào Cai Vietinbank vừa ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt. Tính đến hết ngày 10 tháng 6, có 99% người có công ở thành phố đã làm xong thủ tục mở tài khoản ngân hàng để nhận trợ cấp hàng tháng. Từ ngày 1 tháng 7, thành phố Lào Cai sẽ thực hiện chi trả chính sách an sinh xã hội không dùng tiền mặt cho 872 người có công đã có tài khoản cá nhân. Việc triển khai chi trả không dùng tiền mặt không phát sinh thủ tục hành chính, bảo đảm chi trả kịp thời, nhanh chóng, giảm chi phí, thời gian đi lại cho người hưởng chế độ. Thời gian tới, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội thành phố và Vietinbank Lào Cai sẽ phối hợp truyền thông việc chi trả chính sách an sinh xã hội không dùng tiền mặt tới tất cả đối tượng chính sách trợ cấp ưu đãi người có công trên địa bàn.